Họa phước vô môn Duy nhân tự chiêu Thiện ác chi báo Như ảnh tùy hình Thái Thượng Cảm ứng Thiền Tập 141 Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Tịnh Tôn Học Hội Singapore Chư vị đồng học Chào mọi người Mời xem Cảm ứng Thiên Đoạn thứ 76 và đoạn thứ 77 Vô cố tiễn tài Phi lễ phanh tể Nghĩa là không lý do mà may quần áo mới chẳng có lễ mà giết mổ súc vật đây là nói không biết quý trọng vật lực hai câu tiếp theo nói tán khí ngũ cốc lao nhiễu chúng sanh nghĩa là dung giải lãng phí ngũ cốc lao nhọc phiền nhiễu chúng sanh đây là bốn câu trong bài văn hết thảy chúng sanh sanh đến thế gian này đều có nghiệp nhân nhà phật nói rõ cho chúng ta chân tướng sự thật này phàm phu trong lục đạo đều là chịu sự chi phối của nghiệp lực gặp gỡ trong đời vinh hoa phú quý thọ mạng ngắn dài đều có định số do đó những người xem tướng đoán mệnh giỏi trong thế gian đều luôn xem được tương đối chuẩn xác giống như đoạn mở đầu của liễu phàm tứ huấn tiên sinh viên liễu phàm đã kể lại cho chúng ta thời trẻ ông được khổng tiên sinh đoán mệnh cho ông đoán quả phước cả đời ông hầu như không sai chút nào. Thực tế chứng minh hoàn toàn chính xác, không chút sai lệch. Đây không phải là người bói toán thông thường trong xã hội. Lời nói của bói toán thông thường chưa chắc đáng tin họ không gánh trách nhiệm khổng tiên sinh đích thực có học vấn có kiến thức cũng có tu dưỡng cho nên có thể đoán được chính xác đến như vậy do đây có thể biết cuộc đời của một người quả thật giống như người phương tây nói tôi trước đây từng xem qua những lời dự ngôn của một nhà tiên tri người pháp là nostradamus trong đó ông rất nhiều lần nói rằng cuộc đời của một người giống như một kịch bản đã được viết sẵn y theo kịch bản này để biểu diễn ai cũng không thể thay đổi kịch bản này điều này đều là thuộc về thuyết vận mệnh trong phật pháp thừa nhận vận mệnh là có thế nhưng vận mệnh nhất định có thể thay đổi được tuyệt đối không phải hoàn toàn không thay đổi trước tiên chúng ta phải hiểu được vận mệnh từ đâu mà có là do chính mình tạo ra <laughs> nghiệp nhân và quả báo trong đây cũng vô cùng phức tạp nghiệp nhân có liên quan đến vô lượng kiếp trước do tích lũy phiền não tập khí của đời đời kiếp kiếp còn có kết ân quán nợ nần với hết thảy chúng sanh đến những đời tiếp theo khi nhân duyên hội tụ thì phải trả nợ gọi là nợ mạng phải trả mạng nợ tiền phải trả tiền nghiệp nhân xưa kia nếu như chúng ta bình lặng mà tư duy quan sát thì ngay trong đời này của mình cũng thấy được chứng minh rõ ràng trong đời này của chúng ta tất cả những người mà chúng ta gặp hết thảy việc hết thảy vật suy nghĩ thật tỉ mỉ thì thấy có người đối với mình tốt bởi trước đây chúng ta có ân có người đối với mình không tốt chung sống không tốt là bởi trước đây có quán có lúc chúng ta đạt được tài vật trong tâm phải hiểu rằng đó là người khác trả nợ cho ta có lúc chúng ta bị tổn thất thì phải biết là chúng ta trả nợ cho họ Nhà Phật nói được Rất rõ ràng Đời người ở thế gian Chẳng qua chỉ là báo ân báo oán Đòi nợ trả nợ Thấy là vì điều này mà đến Cho nên Phật tổng kết thành một câu Đời người nghĩa là gì? Đời người trả nghiệp Trả là báo trả Nghiệp là nghiệp đã tạo trước đây nếu trước đây tạo nghiệp thiện thì đời này bạn hưởng phước nếu trước đây tạo nghiệp ác thì đời này sinh nhai rất khó khăn thế nhưng nghiệp thì tạo không ngừng quả cũng không ngừng đang nhận nhân quả tuần hoàn khi bạn hưởng phước thì nhất định lại tạo nghiệp Chúng ta không nói người khác. Trong lịch sử Trung Quốc xưa, xưng là thập toàn lão nhân. Nói về phước báo, thì xưa nay không ai có thể sánh được với Hoàng đế Càng Long. Phước đức, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu, ông đều đầy đủ cả. Đó chân thật là tu tích từ nhiều đời nhiều kiếp. Đã làm hoàng đế 60 năm, sau đó 4 năm làm thái thượng hoàng. Thế nhưng trong cuộc đời mình, ông cũng đã tạo không ít ác nghiệp. Khi phước báo hưởng hết thì ác báo sẽ hiện tiền. Cho nên từ chỗ này mà quan sát Phu tử nói với chúng ta Tâm người nguyên ngập thay Tâm đạo màu nhiệm thay Hai câu này nói rất có đạo lý Nếu con người chưa giác ngộ Thì không thể không tạo nghiệp Phước báo càng lớn thì càng dễ tạo nghiệp. Hơn nữa, tạo ác nghiệp. lại càng nghiêm trọng. Người dân bình thường trong thế gian không có quy đức, không có quyền thế, cho nên tội nghiệp cả đời tạo tương đối ít tương đối nhỏ chúng ta bình lặng quan sát tỉ mỉ thì sẽ biết chúng ta may mắn được thân người được thân người rồi còn có may mắn gì nữa chính là được thân người mà còn được nghe phật pháp thân người này rất may mắn nếu như được thân người mà không được nghe phật pháp thì được cái thân người này rất bất hạnh sao có thể không tạo tội nghiệp cho được đúng như những gì trong kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện nói vừa ngoi lên lại chìm xuống lập tức lại bị đọa lạc chuyển biến trong chớp mắt cho nên đáng thương biết bao đáng sợ biết bao Người được xem là phú quý chính là người được tiếp nhận giáo dục của thánh hiền. Nguồn gốc sâu xa của giáo dục thánh hiền có hai loại. Một là đại triệt, đại ngộ. Lưu xuất ra từ trong tự tánh đây là trí tuệ chân thật hiểu rõ triệt để chân tướng của vũ trụ nhân sinh chân tướng của vũ trụ nhân sinh là gì nói từ trên căn bản là khởi nguồn của vũ trụ vũ trụ được sanh ra như thế nào khởi nguồn của sanh mạng quan hệ giữa vũ trụ và sự sống đây là đại căn đại bản sau khi hiểu rõ rồi bậc thánh hiền dạy chúng ta đạo làm người quan hệ giữa người với người quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần làm sao chung sống đây là đại học vấn giáo huấn của cổ thánh tiên hiền thế xuất thế gian đối với người đời sau đối với hết thảy chúng sanh chẳng qua cũng chỉ là vậy. Sau khi sáng tỏ, thì người này có thể hướng lành, tránh quả, tự cầu đa phước. Chúng ta vẫn chưa mình tâm kiến tánh. nên chỉ có thể cung kính tin tưởng vào giáo huấn của người đã minh tâm kiến tánh đi theo các ngài những điều mà thái thượng dạy bảo chúng ta trong bài văn này so với lời dạy của chư phật bồ tát đại thánh đại hiền là không hề khác biệt bài văn này của thái thượng về mặt lý luận thì không nói nhiều. Nhưng trên sự tướng thì nói không ít. Đối với chúng ta rất thiết thực. Nếu như không thể sửa đổi trên sự tướng thì dù chúng ta tiếp nhận giáo huấn của chư Phật Bồ Tát cũng rất khó khai ngộ đây là nguyên nhân gì phiền não nghiệp chướng đã chướng ngại giác ngộ nên không thể khai ngộ vậy điều kiện để khai ngộ là gì cổ đức thường nói là phiền não nhẹ trí tuệ tăng chúng ta có phiền não nặng như vậy làm sao có thể khai ngộ được? Y theo giáo hướng của Thái thượng mà tu học. Chính là phương pháp tốt đoạn phiền não. Nhà Phật nói về tổng cương lĩnh của tu học là giữa giới đắc định nhờ định khai tuệ đây là con đường rất rõ ràng con đường thành phật bài văn này của thái thượng chính là giới luật chúng ta có thể tuân thủ có thể phụng hành thì tâm liền đắc định khởi tâm động niệm lời nói việc làm sẽ có chuẩn tắc đạo lý này phải hiểu quý trọng vật lực tuy rằng chỉ nói bốn chữ nhưng bốn chữ này là nguyên tắc chúng ta nhất định phải dung hợp quán thông phải biết được sự vất vả khó khăn để có được vật dụng thật không dễ dàng tuy rằng hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển năng lực sản xuất nâng cao không phải vất giả như người xưa. Ngày nay, sử dụng số lượng lớn máy móc để sản xuất. Thế nhưng chúng ta phải thường nghĩ đến Thế gian này hiện nay vẫn còn biết bao nhiêu người thiếu thốn. Những vật dụng hàng ngày chúng ta có được rất dễ đây là dựa vào chút phước báo tu được từ đời quá khứ đời này vẫn có thể đoạn ác tu thiện nên cảm được báo ứng thế nhưng hãy nghĩ xem còn rất nhiều người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn tự nhiên chúng ta sẽ biết được quý trọng vật dụng đời sống chỉ cần không quá khó khăn bình an thì đã là phước báo đời người ở thế gian ba bữa cơm có thể ăn được no mặc được ấm có căn nhà nhỏ để nghỉ ngơi thế là đủ rồi nếu như có phước báo nhiều hơn thì phải biết bố thí cho chúng sanh phải biết tiết phước biết bồi phước vô cố tiễn tài phi lễ phanh tể thái thượng ở chỗ này dạy chúng ta Người xưa khi sát sanh ăn thịt Cũng có thời tiết nhất định Tuyệt đối không phải ăn uống tùy tiện Tiễn tài ở đây là nói việc may quần áo phanh tể là việc ăn uống quần áo ăn uống từ chỗ này mà học tiết kiệm đây là đời sống vật chất thường ngày không thể thiếu thánh hiền khuyên dạy chúng ta từ chính chỗ này chúng ta có thể tiết kiệm một phần tức là có thể giúp đỡ người khác một phần phải thường giữ tâm này chúng ta hãy xem xã hội hiện nay đều phạm phải hai câu này phạm phải hết sức nghiêm trọng thế nên khi phước hưởng hết thì tai quả liền hiện tiền. Thời xưa, quần áo nhất định là vì nhu cầu thiết yếu của chính mình. Phật đã chế định ba y một bát cho đệ tử xuất gia đây là sinh hoạt thời xưa ở khu vực ấn độ họ có ba y là đủ rồi singapore chúng ta thuộc khu vực nhiệt đới nằm gần xích đạo không có bốn mùa cho nên sinh sống ở khu vực này quần áo rất đơn giản nếu sống ở khu vực phía bắc trung quốc thì nhất định bạn phải có đủ quần áo của bốn mùa xuân hạ thu đông tuy là chúng ta sống ở khu vực này thế nhưng nếu muốn đi xa đến phía bắc thì vẫn cần có thêm quần áo đây là lý do để thêm y phục nếu không có lý do thì không cần phải tìm phiền phức này làm gì Việc ăn uống vào thời xưa, sát sanh ăn thịt đều là cúng tế quỷ thần. Hiến tế. Sau đó mới hạ xuống để đại chúng cùng ăn. Chứ không phải hàng ngày có thịt để ăn. khi tôi còn nhỏ lúc còn đi học khi đó là thời kỳ đầu kháng chiến chúng tôi lớn lên tại nông thôn ở nông thôn thì một tháng chỉ được ăn thịt hai lần vào ngày mùng một và hôm rằm mọi người mua một ít thịt để cúng thần cúng tổ tiên lượng thịt rất ít cho nên trẻ nhỏ rất mong đợi dịp đầu năm mới mấy ngày tết hầu như ngày nào cũng có một ít thịt để ăn nhưng thời gian rất ngắn chẳng qua cũng chừng mười mấy hai mươi ngày mà thôi, đã hết Tết rồi. Hiện nay thì mỗi bữa ăn đều có thịt. Bạn nói xem nguy làm sao? Nhà nho tuy là không cấm, nhưng cũng không dạy bạn hàng ngày sát sanh ăn thịt. Nhà Phật hiểu được đạo lý này, ăn thịt là oan oan tương báo, vì sao thế gian này lại có chiến tranh tàn khốc nói đến chiến tranh chúng ta có thể hồi tưởng lại đại chiến thế giới lần thứ nhất rất tàn khốc đại chiến thế giới lần thứ hai so với đại chiến thế giới lần thứ nhất không biết gấp bao nhiêu lần nếu như đại chiến thế giới lần thứ ba mà xảy ra có rất nhiều người nói đây là cuộc chiến tranh cuối cùng bởi vì khi cuộc chiến tranh này kết thúc, thì thế giới này sẽ không còn chiến tranh. Vì sao vậy? Con người đều chết hết rồi, thì còn ai đánh nhau với ai nữa? Đây là chiến tranh quỷ diệt thế giới. Phật nói trong kinh về kiếp đào binh. Nếu như muốn thế giới này không có kiếp đào binh, Phật đã nói một câu, trừ khi chúng sanh không ăn thịt. Thì thế gian sẽ không còn kiếp đau binh. Hàm nghĩa của câu nói này vô cùng sâu sắc. Kiếp đau binh là do tích lũy oán hận mà thành. Oán hận từ đâu mà có vậy? Do ăn thịt chúng sanh, chúng không phải cam tâm tình nguyện cho bạn ăn đích thực là mạnh ăn hiếp yếu những oán hận trong lòng của kẻ yếu đó vĩnh viễn không thể tiêu trừ phật nói cho chúng ta biết hết thảy chúng sanh là lưu chuyển trong lục đạo cho nên liền sanh ra báo ứng. Quan quan tương báo không bao giờ dứt. Điều này chỉ có Phật nói được thấu triệt. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì sẽ không dám ăn thịt chúng sanh nữa. Hy vọng chúng ta cùng với hết thảy chúng sanh có thể hóa giải những quán thù này chúng ta hết lòng nỗ lực tu học để đem tất cả công đức hồi hướng cho chúng sanh đây là sám hối là chuộc tội cho nên quý trọng vật lực là phải bắt đầu làm từ trong đời sống thường ngày nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền Bốn Ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này đồng sanh cõi cực lạc nam mô A Di Đà Phật việc dịch ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc Phật tử thiện nhân